Buổi học ngày hôm nay đi ạ. Ai có bạn bè gì mà muốn tham gia buổi học thực chiến mà giao dịch scalping ngày hôm nay thì mọi người cứ gửi cho bạn bè vào tham gia đi ạ. Ok rồi ạ. Rồi tiếp tục chúng ta thêm người ăn thêm người ạ. Rồi còn rất nhiều người đang muốn tham gia buổi học ngày hôm nay ạ. Vâng, vẫn tiếp tục người vào 70 người rồi ạ. Ok, 70 người ạ. À, cái chương trình này thì bên em sẽ có một bạn kỹ thuật sẽ quay lại cái video ngày hôm nay và sẽ up trên YouTube của BT Group ạ. Nếu anh chị nào mà nhỡ cái buổi xem ngày nay hoặc là không thể mà nghe hết được cái quá trình học thực chiến ngày hôm nay ấy, thì mọi người có thể xin lại các bạn hỗ trợ và nghe lại sau, xem lại sau và các buổi dành hơn nữa. Và tiếp tục hơn 70 người rồi ạ. À, ok, chào anh Hào ok, chào cả nhà. Vâng, mọi người cứ chia sẻ mạnh lên ạ. Em xin phép là tranh thủ đi chia sẻ cho mọi người theo dõi vào group một chút nhá. Rồi ạ, 74 người ạ. Ok, 74 người rồi. Ok, 80 người thì bắt đầu là em chia sẻ với buổi học ngày hôm nay nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ, 80 người ạ. Em tiếp tục ăn mọi người vào ạ. Ok. À, cái YouTube này thì sau khi cái khóa học này thì bên em sẽ gửi cho mọi người tham gia cái khóa học ngày hôm nay nhé. Anh chị nào mà tham gia khóa học thì hay là muốn nghe lại ấy, thì có thể tran inbox tất cả các bạn hỗ trợ từ đội ngũ của BT Group của bên em thì sẽ có đường link để vào học lại ạ. Ok. Ôi rồi. Anh nào ôi rồi ôi to thế. Sáng mình bị tung.
Anh chị vào sau có thể tắt mic hộ em giúp em ạ. Ok, cả nhà nghe rõ không ạ? Sao mình không thấy tiếng nhỉ? Anh chị có thể bật mic của mình ở trên máy của mình nhá. Đây, cho luôn đi xem cái vàng nó xuống nữa không thấy rồi. Vàng ạ. Nghe rõ nha, Vâng, nghe rõ. ok. Vâng, ok, cả nhà nói nghe rõ đi ạ. Chat nghe rõ đi ạ. Thì để em bắt đầu chia sẻ buổi ngày hôm nay luôn ạ. Nghe rõ. Nghe rõ anh. Quá Ok, rõ rồi. anh. Ok. Ok. Rồi, bây giờ em bắt đầu chia sẻ buổi học ngày hôm nay nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ Vâng, anh chị vào sau tắt mic giúp em ạ. Được chưa? Còn ai chưa tắt? Ok. Ok, cả nhà nghe rõ chưa? Em nói lại về cái buổi buổi ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ chia sẻ về cái kinh nghiệm giao dịch scalping như thế nào, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ đi đến là tìm một số cặp có thể giao dịch được scalping ngay tức thì và chúng ta cùng cùng giao dịch. Thì em sẽ giao dịch trực tiếp trên cái tài khoản này, tài khoản của em luôn. Thì em sẽ đây cho mọi người xem tài khoản luôn ạ. Cả nhà xem video có tốt không ạ? Tốt. Đây là tài khoản của em ạ. Đây, toàn tài khoản live ạ. Được chưa? Đó, thì chúng ta đang giao dịch tài khoản này. Ok. Ok rồi, video ổn ok ạ. Chúng ta lên khá nhiều người rồi. Và cuối cùng là cái bài cuối cùng là em sẽ hỗ trợ hướng dẫn sẽ giải đáp các cái thắc mắc của các anh chị trong cái quá trình chúng ta cùng giới thiệu về cả cùng giao dịch về cái thị trường này. Vâng, thì đây có một anh bảo là giới thiệu về bản thân thì em xin phép giới thiệu là em là Nguyễn Văn Thỏa và em cũng đang là bộ phận phân tích kỹ thuật tại BT Group. Và em cũng đã tham gia thị trường và cùng đồng hành BT Group 5 năm nay rồi ạ. Được chưa? Đó. Đấy. Anh chị có vấn đề gì không hiểu hay là vẫn muốn tham khảo thì anh chị có thể là chat lên đi ạ. Em có thể giải đáp luôn. Sau chúng ta đi vào cái buổi học. Thì hôm nay chúng ta cũng đã lên 80 người rồi ạ. Ok. Rồi, ok, chúng ta đi bắt đầu vào việc chính nhá. Vừa có một anh thì anh đang hỏi là về vàng thì chúng ta sẽ thấy vàng như thế nào ạ? Chúng ta chỉ đi phân tích scalping luôn ạ. Với vàng thì chúng ta sẽ thấy là vàng đang tích lũy, tuy nhiên là tích lũy theo kênh giảm từ cái biên độ từ 1813 và đi xuống. Hôm nay nó xuống đã xuống quét lại cái vùng đáy 1804. Vùng xuống sâu nhất là 18028, được chưa? Và bây giờ đang thấy có lực điều chỉnh lên. Thì ở đây chúng ta làm gì ạ? Thường trong cái phân tích trong scalping ấy, thì chúng ta sẽ thấy là giá sẽ chúng ta chỉ cần xác định là cái xu hướng trước đã, được chưa? Mọi người chú ý là cần xác định xu hướng trước trước khi mà xác nhận muốn đánh buy hay sell, được chưa? Chúng ta xác định xu hướng. Đây, chúng ta thấy xu hướng là xu hướng giảm ạ, được chưa? Trên H1 chúng ta thể hiện xu hướng giảm. Chúng ta về các khung nhỏ hơn, chúng ta sẽ xem đa khung thời gian một chút. Chúng ta sẽ thấy là M15, chúng ta sẽ thấy là giá đang đi ngang.
Và tuy nhiên ở cái vùng giá này thì chúng ta đang thấy đang xác định đỉnh và đang có thể cây giảm. À, vùng này chúng ta sẽ rất dễ có những cái cú giảm điều chỉnh về các cái vùng hỗ trợ như là 1.1419. Đây là cái vùng hỗ trợ cái đỉnh trước đó này. Đó. Đấy, vùng hỗ trợ vùng này giá có thể break lại đây và có thể tăng tiếp. Đó. Tuy nhiên cái vùng break này thì nó không nhiều, chúng ta thấy là nó rơi khoảng tầm 10 pip thôi. Đấy. Với cái biên độ này chúng ta đánh capping thì nó không tạo ra gì nhiều ở cái vùng này cả. Đó, nên là chúng ta chờ thôi, kể cả khi mà giá nó xuống thì chúng ta chờ xem tín hiệu đẩy lên. À, tại vì là giá đây đang xu hướng tăng. À, thì chúng ta chờ canh các cái vùng mua thì nó sẽ ok hơn. Được chưa? Với trong các trường hợp sell này là chúng ta sell lướt, nếu mà ai đánh lướt nhanh là ăn được khoảng 10 pip thì có thể lướt được. Đó. Nhưng mà 10 pip thì nó ít quá, không bỏ giao dịch trong cái việc này. À, chúng ta đi tiếp đến sang đồng GU cho. Đấy, GU mới cả EU thì nó hầu như nó đi tương đương nhau. À, tăng cùng tăng, giảm cùng giảm. À, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái lực tăng của GU cũng lại tăng lại 2 cây. À, về vùng giá trung tâm. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái GU này nó sẽ có những cái hai cái đỉnh này, chúng ta có thể vẽ thấy hai cái đỉnh. Đấy, và giá rất có thể nó test lại vùng hai cái đỉnh vùng áp lực giảm này, sau đó mới giảm tiếp. Thì về các cái khung lớn thì chúng ta sẽ thấy là GU hầu như nó cũng đang sideways trong một cái biên độ khá là lớn trên H4 này. Chúng ta thấy là nó sideways từ 1.2667 cho đến 1.2527. Đó, ở đây nó rơi vào 140 pip, 143 pip. Đó, cũng khá là lớn. Đó, cái biên độ này sideways thì chúng ta xem. Đó. Cái vùng giá thì chúng ta cũng xem cái vùng áp lực giảm ở cái vùng 1.2611. Đấy, cái vùng này cũng là cái vùng áp lực giảm khá là mạnh. Đó. Đấy, chúng ta theo dõi cái vùng này. Nếu có áp lực giảm đây thì chúng ta có thể bán xuống lại cái vùng đáy. Đấy là trong trung hạn, chờ lên vùng đấy đã, chúng ta xem xác lập đỉnh ở vùng này hay không thì chúng ta mới bán xuống. Về các khung nhỏ thì chúng ta thấy chỉ là thấy lực tăng thôi. Vì giá đang tăng đấy, chúng ta thấy lực tăng. Chủ yếu là lực tăng thôi đấy. Nếu mà mua ở vùng này thì chúng ta lại có vùng top loss cũng khá là dài, và để cho chúng ta rất là khó. Thì với những cái xu hướng nó không rõ ràng này thì chúng ta nên là đứng ngoài, tìm các cái cơ hội ở các cái cặp khác nó sẽ ok hơn, được không ạ? Đấy, vàng sập rồi ạ. Để em xem lại vàng ạ. Đấy, vừa bỏ qua cặp khác cái là vàng nó sập ngay ạ. Số 1806 rồi. 1806 vừa có quét một sấp xỉ đúng 1808 luôn. Chúng ta xem lại M5 đây. Chúng ta xem lại M5, chúng ta thấy không ạ? Thấy ở đây có một cây lến nó kết thúc giảm. Ở đây chúng ta có thể là sell cùng nhau sell thử một lệnh lướt nhỏ ở đây. Được chưa? SL ngay trên vùng đỉnh. Ok ạ. Đấy, với cái vùng này thì là sell hơi chậm, mình bị nhỡ nhịp rồi. Thường hoặc là chờ nó điều chỉnh về vùng này chúng ta sell lại tiếp này. Đấy, vùng này. Đấy, em cùng sell thêm một lệnh limit nữa ở tại cái vùng khi mà nếu mà có cái sự nó quét giá, tại vì vùng này mà làm giá nó quét cũng khá là nhanh. Em sẽ đặt ở khoảng tầm 50% của cây lến trước đó. Được chưa? Đấy, đặt sell limit ở cái vùng 1807. Đó. 1807. Sell thêm một cái lệnh limit là 1807. Đây là cái tài khoản của em thì nó cũng tầm lớn lớn nên em đánh 0.1 nhá. Còn nếu mọi người mà đánh phải cân đối vốn nhá. Chúng ta xem cái vùng SL này, chúng ta có thể đo để chúng ta nhân lên. Ví dụ như vùng SL cái lệnh vừa rồi đánh là sấp xỉ 30 pip. 0.1 này chúng ta sẽ phải mất khoảng tầm 30 đô. Được chưa? Chúng ta sẽ mất 30 đô. 30 đô cho cái thương vụ này nếu chúng ta SL. Và nếu cái lệnh này nữa xem nào. Nó tầm 20 đô nữa, tổng hai lệnh này khi mà
Nếu mà nó khớp cả hai lệnh này mà nó chạy xuống thì sẽ ok, hoặc là SL thì em sẽ SL mất khoảng 50 đô. 50 đô trong cái thương vụ này. Thì chúng ta sẽ TB, chúng ta sẽ TB vùng 1804. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ canh TB vùng 1804, hoặc là canh khi mà tín hiệu đây có những cái cây tín hiệu đẩy lên thì chúng ta chốt. Được chưa? Tỷ lệ nó tương đương nhau 20 pip này là 30 pip đó. Giá sập. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Ok, vào lệnh rồi thì chúng ta cũng có thể là để kệ nó, hoặc là chúng ta có thể đặt TB đi. Như như lệnh này chúng ta có thể cùng là đặt TB vùng này đi. Đó. Được chưa? Em đặt TB vùng này. Và chúng ta chuyển đi phân tích khác để tránh bị mất thời gian, tại vì ngồi để mà theo dõi để chơi này chúng ta mất khá là nhiều thời gian trong cái việc để mà chia sẻ kiến thức. Trong buổi này chúng ta chỉ có khoảng tầm tiếng rưỡi thôi để chia sẻ kiến thức. Đúng không ạ? Được chưa? Có anh chị nào đánh theo cái lệnh này không ạ? Đánh trước rồi, bên này đánh trước. À, anh đánh trước rồi ạ. Ủa, anh bắt nhanh quá. Và ok ạ. Anh bắt được nhanh quá, nhanh thế là tốt rồi. Anh chị cứ kiếm được lợi nhuận là em chia sẻ cũng rất là vui ạ. Đó. Đây. Đây anh, đây vừa em có nói là khi mà anh chị thấy xác nhận xuống ấy thì anh chị sẽ thấy là xác nhận đầu tiên là sẽ là M5 đúng không ạ? Tiếp theo là sự đồng thuận của M15. Thì sau khoảng một cây nến, hai cây nến nữa thì M15 sẽ xác nhận cây nến là bao trùm hai cây nến này. Thì ok, lệnh này ghi nhận sẽ sập. Được chưa? Đấy. Còn trong trường hợp nó đẩy lên thì chúng ta lại xem xét lại xem cái vùng giá nó đẩy lên khoảng bao nhiêu. Đó. Đấy là theo mô hình nến nhá. Chúng ta sẽ để ý một chút về cái lực nến. Ở trong này thì lực nến nó rất là quan trọng ấy. Khi mà đánh cupping ở các cái vùng nhỏ này, lực nến quan trọng lắm đấy. Ok chưa ạ? Đó. Đó. Giá rất sập cũng rất là đẹp. Đó. Ok rồi, chúng ta đi tìm một vài cặp khác xem là như thế nào. Anh chị có thích, anh chị nào có hay thích đánh cặp nào không ạ? Cứ chat lên đây đi ạ. Inbox lên đây ạ, để anh em cùng chia sẻ về các cái cặp mà anh chị hay thích đánh ạ. Uzi hai cây. Uzi ạ. Vâng. Ok, để anh em cùng xem Uzi. Uzi thì em thấy là cái thị trường dạo này Uzi nó khá là chậm đấy anh ạ. E cạc. Ok, chờ xong Uzi thì sẽ e cạc nhá anh nhá. Anh Khoa Trần. Ok. GA out. Ok. Rồi, chút nữa em sẽ đi đến từng cặp một ạ. Ok, chúng ta đi đến cặp Uzi. Uzi thì chúng ta về một chút ở trên khung H1. H1 chúng ta thấy gì ạ? Ở đây chúng ta thấy Uzi đang tăng điều chỉnh về cái vùng kháng cự rồi. Thì ở đây chúng ta cũng có một cái cơ hội ở cái vùng kháng cự này. Chúng ta sẽ theo dõi vùng kháng cự này xem có thể đánh sell được hay không. Nó phụ thuộc vào vùng kháng cự này. Khá quan trọng. Vùng này thì chúng ta sẽ thấy là trendline. Đây. Nó là một kênh xu hướng giảm. Ok. Xu hướng chính giảm. Được chưa ạ? Về các khung nhỏ hơn chúng ta sẽ thấy ở trên M30 giá vẫn đang tích lũy theo cái xu hướng tăng dần. M15 cũng vậy. Được chưa? Đây chúng ta sẽ có một cái kênh tích lũy tăng dần như này, tăng dần nhỏ. Đó, chúng ta sẽ thấy kênh tích lũy tăng dần nhỏ. Đó, kênh này không lớn, nó chỉ nhỏ thôi. Đó, với kênh tích lũy này khoảng tầm 77 chưa đầy 10 bit, có 7 bit, 8 bit thôi. Nó không lớn. Đây là cái chỗ này chúng ta không thể đánh được sóng được, mà chúng ta lên chờ xác nhận nó phá vỡ giảm. Ví dụ như cái vùng đáy này 107.08, được chưa? Vùng đáy này phá vỡ, xác nhận vỡ, chúng ta đánh xuống, được chưa? Mục tiêu đánh xuống là các cái vùng hỗ trợ như là 106.95. Vùng xa hơn là có thể test lại các cái vùng đáy dưới này 106.8485, được chưa? Đấy, đây là các mục tiêu khi mà phá vỡ ở đây chúng ta sẽ cupping thẳng xuống, được chưa? Đấy, nên là đánh cupping thì anh chị theo dõi vùng này. Rất là ok. Đó. Còn trong trường hợp chúng ta thấy các cái vùng giá phá lên khỏi các cái vùng 107.18 thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái lực tăng tiếp về các cái vùng kháng cự trên. Được chưa? Chúng ta sẽ vẽ từng vùng kháng cự. Đấy. M5 chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái kênh đi ngang này. Được chưa? Đó.
Hôm nay em giải thích rất là chi tiết luôn, từng con sóng luôn ạ. À, từng con sóng, từng kênh ạ. À, anh chị đừng có vẽ xu hướng trước, sau đó chúng ta sẽ về các khung nhỏ hơn. Ví dụ như em đang theo dõi khung M15 đây ạ, M5 đây ạ. Anh nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ theo dõi khung M5 để thấy tín hiệu sớm nhất, được chưa? À, các khung nhỏ thì nó sẽ thể hiện những cái tín hiệu sớm nhất. À, các khung lớn nó sẽ đồng thuận theo sau. Ừ. Ok không ạ? Anh okay. tí mà vào lệnh này mà xác nhận lệnh này sell ấy thì em sẽ chỉ thấy cho anh chị thấy một cái sự đồng thuận. Giá nó sẽ đảo. Đấy, ví dụ như là lên M15 nó cũng sẽ chốt những cái cây giảm dần. M30 nó cũng sẽ là giảm dần, tín hiệu đảo. Đó. Ừ. Đấy, hiện tại ở đây là okay. có hai cây lực tăng. Đấy, M30 H1. Đấy, H1 có một cây tăng. Đấy, ví dụ như vừa rồi là chốt 9 giờ. Chúng ta để ý các cái giờ chốt của các cái khung giờ nhé. Anh chị chú ý là cái giờ chốt của các khung giờ nó khẳng định rất là nhiều trong cái việc chúng ta giao dịch. Ví dụ như là đây là 9 giờ, một cây nến thể hiện cái giá tăng rất là rõ ràng nằm ở trên cái vùng này. Đó. Tuy nhiên cái giá này nó cũng chưa nằm ngoài cái vùng pin 3 này, cái cây nến pin 3 trước đó này. Đó. Nhưng mà chúng ta đã thấy cái lực tăng ở đây rồi. Đó, thì rất có thể giá nó có tăng qua và có thể là phá cái kênh tích lũy ở đây. Đó, chúng ta có thể nhìn đấy. Một là chúng ta với những cái tín hiệu ở H1 chúng ta thấy những cái cây đẩy lên này thì khuyến nghị là lên chờ những cái lệnh mua ở 50% cây nến ở H1. Được chưa? 50% cây nến H1 và SL dưới cái vùng đáy đó. Đấy, đấy là cái vùng mua an toàn và cái vùng SL an toàn nó rơi vào 30-40 feet trong các kênh. Đấy, và chúng ta đánh lên đỉnh đó. Đấy, trong trường hợp đến mà xác nhận tăng chúng ta sẽ làm như vậy chứ không đánh, không canh sell ở trên này nữa vì cái lý do là giá nó đã có những cái xác nhận tăng. Đấy, và ở đây chúng ta cũng thấy là những cái lến tăng rất là rõ ràng. Đấy, M15 tăng. Đấy, M5 cũng tăng. Đấy, chúng ta thấy là cái sự đồng thuận đều là tăng đó, trong cái vùng này. Vùng này chưa thấy tín hiệu gì. Vậy cho anh chị nào mà đang dùng điện thoại gọi điện thì tắt hộ em cái mic đi vậy ạ. À, khi mà anh chị muốn hỏi gì thì anh chị bật mic lên hỏi ạ, thì nó sẽ đỡ ồn hơn ạ. Được không ạ? À, câu hỏi nữa cái tại sao mình không dùng luôn M1 để mà xác định cái đường. Okay. M5 rồi là M1 vậy thì sao? Vâng, ok. Với trường hợp dùng M1 thì anh lưu ý ở đây một chút. M1 là cái khung mà nó 1 phút nó ra một cái lến. Đây em sẽ chuyển sang M1 cho anh. 1 phút nó ra một cái lến đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ thấy là 1 phút nó ra một cái lến và khi mà lến nó ra như thế này ấy, thì chúng ta sẽ thấy là giá nó sẽ có những cái thay đổi rất nhanh. Đó. Thậm chí là nó có thể là đang ở đây mà nó giật phát xuống dưới này và không tạo ra thân nến hay bóng nến gì cả. Thì ở để mà xác định các cái theo cái mô hình giá hoặc là nhìn nến, nhìn hành động giá để mà giao dịch thì M1 cực khó. Chỉ những người giao dịch lâu năm hay là nhìn rất là quen khung này thì chúng ta mới lên giao dịch, hoặc những cặp ổn định, ví dụ như cặp euro hay là USD nó sẽ ổn định hơn. Đó, thì anh chị có thể là đánh được. Nhưng với vàng thì hầu như nếu mà chúng ta nhìn M1 thì rất khó, được chưa? Đó, anh chị chú ý nhá, với vàng thì rất khó, vàng và các cặp biến động mạnh nó giật rất nhanh. Đó, rất khó để xác định được. Đó. Thì chúng ta ở các cái khung này chúng ta lên M5 thì nó sẽ rõ hơn và chúng ta sẽ nhìn thấy vùng giá để vào. Nhưng M1 này nó sẽ vùng giá tích lũy rất là lâu, rất là khó. Đây. M5 chúng ta sẽ nhìn thấy dễ hơn. Đó. Được chưa? Đấy. Đấy, vùng này nó vẫn tiếp tục tạo ra cái vùng tăng này và giá vẫn giật. Đó. Chúng ta thử đi xem một cặp khác nhá. Đây là một cái phương pháp đánh trong cái việc sideways. Chúng ta thử đi tìm một cái kênh mà nó có xu hướng, cặp nào xem nó có xu hướng rõ hơn này. Vàng này tạm thời treo đây nhá, sang EU đi ạ. Và ok, hôm nay rất là nhiều người tham gia theo dõi ạ. Đấy, hơn 90 người rồi ạ. Chào mừng các anh chị mới vào nhá.
Rồi U đi ạ. Vâng, chờ chút ạ, để em xem qua các cặp chính xem có những cái biến động gì không ạ. Mấy này nó không thích thì cả đánh theo nó có được cái gì không ta? Nó hay... Anh chị có gì là cứ tắt mic đi nhở, giúp em. Với Euro, chúng ta xem một chút về Euro. Nói như thế vậy cả. Đây, với Euro chúng ta cứ xem là H1 đi ạ. H1 chúng ta thấy gì ạ? Thấy lực tăng trở lại đúng không? Giá ngày hôm nay nó đã có những cái sự giảm. Sáng nay em cũng đã thấy phân tích là nó có cái sức giảm xuống. Và tuy nhiên là giảm về vùng hỗ trợ thì giá đã có sự tăng trở lại. Ngay một cái cây nến bao phủ tăng và chúng ta thấy là giá đi tăng lên. Thì với cái lực tăng này giá rất có thể là sẽ test lại cái vùng đỉnh. Trước đó chúng ta xem xét lại cái vùng đỉnh. Đó, 1.14. Được chưa? Đã xem xét lại cái vùng đỉnh ở đây. Đó, 1.144 hoặc 3. Đó, đây là cái vùng đỉnh ở H1, chúng ta sẽ xác nhận vùng đỉnh và vùng đáy. Tiếp theo về các khung nhỏ như M30, chúng ta sẽ thấy là vẫn các cái lực tăng kể cả M15 hay là M5. Đó, M5 thì chúng ta đang thấy là giá đang có dấu hiệu xác định đỉnh. Được chưa? Đây, giá đang xác định đỉnh và đang có thể cây giảm. Vùng này chúng ta sẽ rất dễ có những cái cú giảm điều chỉnh về các cái vùng hỗ trợ như là 1.1419. Đây là cái vùng hỗ trợ cái đỉnh trước đó này. Đó. Vùng hỗ trợ vùng này đã có thể break tại đây và có thể tăng tiếp. Tuy nhiên cái vùng break này thì nó không nhiều. Chúng ta thấy là nó rơi khoảng tầm 10 pip thôi. Đó. Với cái biên độ này chúng ta đánh các ping thì nó không 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 tạo ra gì nhiều ở cái vùng này cả. Đó. Nên là chúng ta chờ thôi, kể cả khi mà giá nó xuống thì chúng ta chờ xem tín hiệu đẩy lên. Tại vì là giá đây đang xu hướng tăng. Đó. Thì chúng ta chờ canh các cái vùng mua thì nó sẽ ok hơn. Được chưa? Với trong các trường hợp sell này là chúng ta sell lướt, nếu mà ai đánh lướt nhanh là ăn được khoảng 10 pip thì có thể lướt được. Đó. Nhưng mà 10 pip thì nó ít quá, không không bỏ giao dịch trong cái việc này. Chúng ta đi tiếp đến sang đồng GU cho. Đấy, GU với cả EU thì nó hầu như nó đi tương đương nhau. Đó, tăng cùng tăng, giảm cùng giảm. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái lực tăng của GU cũng lại tăng lại 2 cây. Đó, về vùng giá trung tâm. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái GU này nó sẽ có những cái hai cái đỉnh này, chúng ta có thể vẽ thấy hai cái đỉnh. Đấy, và giá rất có thể nó test lại vùng hai cái đỉnh vùng, vùng áp lực giảm này, sau đó mới giảm tiếp. Thì về các cái khung lớn thì chúng ta sẽ thấy là GU hầu như nó cũng đang sideways trong một cái biên độ khá là lớn trên H4 này. Chúng ta thấy là nó sideways từ 1.2667 cho đến 1.27 25 27 đó, ở đây nó rơi vào 140 pip, 143 pip, cũng khá là lớn. Đó, cái biên độ này sideways thì chúng ta xem đó. Cái vùng giá thì chúng ta xem cái vùng áp lực giảm ở cái vùng 1.2611. Vùng này cũng là cái vùng áp lực giảm khá là mạnh. Chúng ta theo dõi cái vùng này. Nếu có áp lực giảm đây thì chúng ta có thể bán xuống lại vùng đáy. Đấy là trong trung hạn, chờ lên đấy đó, chúng ta xem xác lập đỉnh ở này hay không, cho mà ta mới bán xuống. Về các khung nhỏ thì chúng ta thấy chỉ là thấy lực tăng thôi, vì giá đang tăng đấy, ta thấy lực tăng, chủ yếu là lực tăng thôi. Đấy. Nếu mà mua ở vùng này thì chúng ta lại có vùng top lót cũng khá là dài, và để cho chúng ta rất là khó. Thì với những cái xu hướng nó không rõ ràng này thì chúng ta nên là đứng ngoài.
thì tìm các cái cơ hội ở các cái cặp khác nó sẽ ok hơn, được không ạ? À, vàng sập rồi ạ. À, để em xem lại vàng. À, vừa lấy vừa bỏ qua cặp khác cái là nó vàng nó sập ngay. À, xuống 1806 rồi. À, 1806 à, vừa có quét một sấp xỉ đúng đúng 1808 luôn. À, chúng ta xem lại M5 đây. À, chúng ta xem lại M5 chúng ta thấy không ạ? Thấy ở đây có một cây cây nến nó kết thúc giảm. À, ở đây chúng ta có thể là sell cùng nhau sell thử một lệnh lướt nhỏ ở đây. À, thấy chưa? SL ngay trên vùng đỉnh. Ok ạ. À, với cái vùng này thì là sell hơi chậm, mình bị nhỡ nhịp rồi. À, thường hoặc là chờ nó điều chỉnh về vùng này chúng ta sell lại tiếp này. À, này. À. Đây, em cùng sell thêm một lệnh limit nữa ở tại cái vùng khi mà nếu mà có cái sự nó quét giá, tại vì vùng này mà làm giá nó quét cũng khá là nhanh. À, em sẽ đặt ở khoảng tầm 50 cây 50% của cái cây lên trước đó. Được chưa? Đấy, đặt sell limit ở cái vùng 1807 đó, 1807 sell thêm một cái lệnh limit là 1807. À, đây là cái tài khoản của em thì nó cũng tầm lớn lớn nên em đánh 0.1 nhé. À, còn nếu mọi người mà đánh phải cân đối vốn nhé. À, chúng ta xem cái vùng SL này, chúng ta có thể đo để chúng ta nhân lên, ví dụ như vùng SL cái lệnh vừa rồi đánh là xấp xỉ 30 pip, 0.1 này chúng ta sẽ phải mất khoảng tầm 30 đô. À, được chưa? Chúng ta sẽ mất 30 đô. 30 đô cho cái thương vụ này nếu chúng ta SL. À, và nếu cái lệnh này nữa xem nó tầm 20 đô nữa. Thế là tổng hai lệnh này khi mà nếu mà nó khớp cả hai lệnh này mà nó chạy xuống thì sẽ ok, hoặc là SL thì em sẽ SL mất khoảng 50 đô. À, 50 đô trong cái thương vụ này. À, thì chúng ta sẽ TB, chúng ta sẽ TB vùng 1804. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ canh TB 1804 hoặc là canh khi mà tín hiệu đây có những cái cây tín hiệu đẩy lên thì chúng ta chốt. À, được chưa? À, tỷ lệ nó tương đương nhau 20 pip này nè, 30 pip đó, giá sập. À, chúng ta cùng theo dõi nhé. Ok, vào lệnh rồi thì chúng ta cũng có thể là để kệ nó hoặc là chúng ta có thể đặt TB đi, như như lệnh này chúng ta có thể cùng là đặt TB vùng ở này đi đó. Được chưa? Em đặt TB vùng này. À, chúng ta chuyển đi phân tích khác để tránh bị mất thời gian, bởi vì ngồi để mà theo dõi để chơi này chúng ta mất khá là nhiều thời gian trong cái việc để mà chia sẻ kiến thức. Trong buổi hôm nay chúng ta chỉ có khoảng tầm tiếng rưỡi để chia sẻ kiến thức, đúng không ạ? Thế chưa? Có anh chị nào đánh theo cái lệnh này không ạ? Anh trước rồi, đây này đánh trước. À, anh đánh trước rồi ạ? Ủa, anh bắt nhanh quá. Vâng, ok ạ. Anh bắt được nhanh quá, nhanh thế là tốt rồi. Anh chị cứ kiếm được lợi nhuận là em chia sẻ rất là vui ạ. Đây, đây anh, đây vừa em có nói là khi mà anh chị thấy xác nhận xuống ấy thì anh chị sẽ thấy là xác nhận đầu tiên là sẽ là M5 đúng không ạ? Tiếp theo là sự đồng thuận của M15. À, thì sau khoảng một cây nến, hai cây nến nữa thì M15 sẽ xác nhận cây nến là bao trùm hai cây nến này, thì ok, lệnh này ghi nhận sẽ sập. Thấy chưa? Đấy. Còn trong trường hợp nó đẩy lên thì chúng ta lại xem xét lại xem cái vùng giá nó đẩy lên khoảng bao nhiêu. Đó, đấy là theo mô hình nến nhá. Chúng ta sẽ để ý một chút về cái lực nến. Ở trong này thì lực nến nó rất là quan trọng ấy. Khi mà đánh cupping ở các cái vùng nhỏ này, lực nến quan trọng lắm đấy. Ok chưa ạ? Đó. Đó. Giá rất sập cũng rất là đẹp. À. Ok rồi, chúng ta đi tìm một vài cặp khác xem là như thế nào. À, anh chị có thích anh chị nào có hay thích đánh cặp nào không ạ? À, cứ chat lên đây đi ạ, inbox lên đây ạ để anh em cùng chia sẻ về cái các cái cặp mà anh chị hay thích đánh ạ. Uzi đi. Uzi ạ. À vâng, ok, để anh em cùng xem Uzi. Uzi thì em thấy là cái thị trường dạo này Uzi nó khá là chậm đấy anh ạ. E cạc, ok, chờ xong Uzi thì sẽ e cạc nhá anh nhá. Anh Hoa Trần, ok, GA, out, ok. Rồi, chút nữa em sẽ đi đến từng cặp một ạ.
Ok, chúng ta đi đến cặp Uzi. Uzi thì chúng ta về một chút ở trên khung H1. H1 chúng ta thấy gì ạ? Ở đây chúng ta thấy Uzi đang tăng điều chỉnh về cái vùng kháng cự rồi. Thì ở đây chúng ta cũng có một cái cơ hội ở cái vùng kháng cự này. Chúng ta sẽ theo dõi vùng kháng cự này xem có thể đánh sell được hay không. Nó phụ thuộc vào vùng kháng cự này. Khá quan trọng. Vùng này thì chúng ta sẽ thấy là trendline. Đây, nó là một kênh xu hướng giảm. Ok, xu hướng chính giảm. Được chưa? Về các khung nhỏ hơn, chúng ta sẽ thấy ở trên M30 giá vẫn đang tích lũy theo cái xu hướng tăng dần. M15 cũng vậy. Được chưa? Đây, chúng ta sẽ có một cái kênh tích lũy tăng dần như này, tăng dần nhỏ. Chúng ta sẽ thấy kênh tích lũy tăng dần nhỏ. Kênh này không lớn, nó chỉ nhỏ thôi. Với kênh tích lũy này khoảng tầm 77, chưa đầy 10 bit, có 7 bit, 8 bit thôi. Nó không lớn nên là cái chỗ này chúng ta không thể đánh được sóng được, mà chúng ta nên chờ xác nhận nó phá vỡ giảm. Ví dụ như cái vùng đáy này 107.08, được chưa? Vùng đáy này phá vỡ, xác nhận vỡ, chúng ta đánh xuống, được chưa? Mục tiêu đánh xuống là các cái vùng hỗ trợ như là 106.95, vùng xa hơn là có thể test lại các vùng đáy dưới này 106.8485, được chưa? Đấy, đây là các mục tiêu. Khi mà phá vỡ ở đây, chúng ta sẽ cupping thẳng xuống, được chưa? Đấy, nên là đánh cupping thì anh chị theo dõi vùng này rất là ok. Đó. Còn trong trường hợp chúng ta thấy các vùng giá phá lên khỏi các cái vùng 107.18 thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái lực tăng tiếp về các cái vùng kháng cự trên. Được chưa? Chúng ta sẽ vẽ từng vùng kháng cự. Đấy. M5 chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái kênh đi ngang này, được chưa? Hôm nay em giải thích rất là chi tiết luôn, từng con sóng luôn ạ. Từng con sóng, từng kênh ạ. Anh chị đừng có vẽ nhiều lên đây ạ. Nó sẽ bị rối mắt và không nhìn được biểu đồ đâu ạ. Ok. Đó. Trên M5 chúng ta sẽ thấy càng rõ hơn cái kênh quay tích lũy nhỏ. Đấy, chúng ta chỉ chờ break, có nghĩa là chờ các dấu hiệu phá vỡ thôi. Chúng ta có thể là nhảy vào thị trường luôn rồi. Đúng không ạ? Chúng ta giao dịch cupping hay là giao dịch cái này thì chúng ta chờ cái cơ hội vào lệnh nó rất là quan trọng đấy ạ. Chúng ta tìm được các cơ hội vào lệnh tốt thì chúng ta sẽ nắm bắt được những cái lợi nhuận tốt. Đây, vàng thì nhìn nước qua đã về 1805 rồi. Xuống rồi đấy. Thấy không? Uzi nhá, Uzi chúng ta chờ cơ hội bán nhá. Chờ cơ hội bán khi mà giá phá vỡ, cần có một cây nến kết thúc vùng này thôi. Chúng ta đánh lại về vùng đáy được. Và trong cái trường hợp là phá vỡ lên thì chúng ta chờ nó thoát ở cái vùng trendline đấy ạ. Chúng ta chờ thoát trendline hoặc là nó thoát lên hẳn đỉnh của 10743 này. Sau đó nó sẽ có cái một nhịp điều chỉnh lại, cái test lại đường trendline đấy cho anh chị mua lại ở cái vùng trendline để mua lên. Thì chúng ta chỉ cần canh vùng trendline có tín hiệu đẩy là chúng ta mua thôi. Chưa? Đấy. Còn cái vấn đề là giá nó đi trong bao lâu để xảy ra cái đó thì chúng ta phụ thuộc vào thị trường và thời gian thôi ạ. Ta phải canh trực, đúng không ạ? Đấy, khi mà giao dịch. Ok. Tiếp theo là xem là vừa anh có bảo cái cặp gì nhỉ? EU thì vừa nhìn được ạ. Đây EU thì chúng ta thấy là giá đang tích lũy vùng này, nó chưa rõ ràng sóng gì. Với EU thì chưa rõ ràng sóng gì nhá, tại vì giá đi như này rất khó để xác định. Ở mới cả thứ hai là giá đang ở giữa chừng các cái vùng đỉnh và đáy, nên chúng ta không nên giao dịch nó. GU cũng tương tự như vậy, nó đang ở giữa chừng đó. Đó, nên là chúng ta phải để ý. Cái gì cơ? AU đi. AU ạ? Vâng, đúng là Úc. Đây, để em xem đồng nào Úc ạ. Chúng ta sẽ xem một chút về đồng nào Úc. Đồng Úc chúng ta thấy gì ạ? Tăng mạnh đúng không? Chúng ta thấy H1 đang tăng mạnh, H4 thì cũng đang thể hiện tăng đúng không? Đó. Tuy nhiên cái ngày hôm trước H4 này chúng ta sẽ thấy là nó test cái vùng đỉnh nhỉ? Đỉnh hôm trước đó, sau đó giảm. Giảm về vùng hỗ trợ xong lại tăng lại. Đó. Thì
thì cái cặp này nó tương tự cái cặp cặp GU với cả GU với cả bảng Anh ấy. Đó. Nó rất dễ là có sẽ những cái nhịp test lại đỉnh này sau nó chạy sideways. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái biểu hiện đó khi mà giá nó chạy kiểu này. Đó. Này, tích lũy giảm điều chỉnh một thời gian và nó phá vỡ kênh này. Đấy, cái kênh tích lũy này thì chúng ta sẽ thấy ở trên cái khung các khung như M15 chúng ta sẽ thấy rõ hơn đây đó, tích lũy giảm đó đó. Vùng này đấy mà đánh trên M15 thì chúng ta nhìn trước sớm một chút ấy, thì chúng ta sẽ đánh được cái vùng này, mô hình vai đầu vai ai đấy ạ. Đấy, anh chị đây đầu ạ đúng không ạ, vai phải này, vai trái này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ vai. Đó, thì các cái mô hình vai, mô hình giá này trước thì em cũng đã có nói rất là kỹ về mô hình giá rồi, đúng không? Đó, vai cứ vai phải thấp hơn vai trái thì cái khả năng sụt giảm nó rất tốt. Đó, cho cái việc sụt giảm đây. Còn nếu mà vai đánh trong trường hợp này thì chúng ta ăn được tầm khoảng 3-40 pip này. Đó, và trong trường hợp là phá lên, đó, chúng ta sẽ xem cái vùng vai này. Đó, giá rất có thể là test lại vùng vai thôi. Đó, xem lại vùng vai này nếu có tín hiệu giảm thì chúng ta có thể đánh break giảm lại cái vùng. À, nó giá nó sẽ có những cái tín hiệu test lại cái vùng trendline khi mà phá vỡ ấy. Đây, vùng trendline này. À, nó sẽ test lại cái vùng này thì nó tương tự là tạo cái kiểu là vai phải, đây, vai trái này, đáy này và vai phải. À, trong trường hợp nó sẽ có cái dấu hiệu là không tạo vai mà sập thẳng luôn. À, thì chúng ta cần theo dõi các cái vùng. À, chúng ta chỉ cần phân định được các cái vùng kháng cự hỗ trợ thôi là chúng ta có thể là đưa vào các thương vụ khi mà giá nó có tín hiệu ở các cái vùng đó rồi. À, anh chị ứng dụng ạ. Được chưa? Đấy, đấy là đồng đô la Úc nhá. Đồng đô la Úc này chúng ta thì chờ thôi, nó giá nó đang đi ở giữa. Đó, Uzi rơi rồi à? Xem luôn không ạ? Đâu em xem Uzi ạ. Dạ. Vàng đã đang lên rồi đấy thầy. À, vàng lên 7 rồi đúng không ạ? Thôi cái này đấy, Uzi rơi. À, Uzi rơi ở trên M15 này chưa xác nhận gì. Đây. Này chờ cây M5 này đây đi, xác nhận nốt M5 đi. Đó. Mọi người để ý chứ chút nhá. Uzi với cả vàng này nó sẽ đi ngược nhau một chút. Nếu mà Uzi có hiện tượng sập ấy, sập mạnh thì vàng nó sẽ có những cái tăng trưởng trở lại. Đấy, đây, Uzi đang có hiện tượng sập này. Chúng ta quay sang vàng chúng ta sẽ thấy là vàng có hiện tượng tăng trở lại đúng không? Đó. Đấy, và cái tăng vừa rồi nó đã khớp lại cái lệnh em vừa mới cho đặt limit ở cái vùng 1807 rồi. À, thì chúng ta chỉ chờ theo dõi thôi. Chúng ta cùng đặt tổng SL trên điện. Đó. Tại vì chúng ta khi mà chúng ta đã xác định vùng mua vùng bán thì chúng ta đã xác định cái vùng chốt lời và chốt lỗ rồi. Đúng không ạ? Không có thương vụ nào hoàn hảo hoặc là không có thương vụ nào hoàn hảo 100% cả, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải ý thức được cái vấn đề là ở cái mức độ stop loss của mình. Và chấp nhận được cái cuộc chơi là chúng ta lên dừng ở bao nhiêu thì nó sẽ ok nhất, đúng không ạ? Đó. Rồi. Vàng bay luôn rồi, ok, không sao ạ. Chúng ta xác định vùng mua vùng bán và chúng ta xác định chút lời chút lỗ rồi thì anh chị cũng phải chấp nhận chơi thôi ạ. Và chúng ta kiên nhẫn chứ đừng nghĩ thấy nó lên mà chúng ta cắt đi là phí đấy ạ. Đó. Vâng, có một anh thì anh sell Uzi rồi đúng không ạ? Không sao ạ, sell Uzi ạ, để em xem lại. Ok, chúng ta lưu ý một chút, chúng ta khi mà xác định đánh vàng thì chúng ta bình tĩnh, hãng đánh cùng sell cùng hai cặp cùng một lúc nhá. Tại vì là khi mà thị trường nó chạy ngược nhau ấy thì nó sẽ có những cái biến động ngược ấy nhau. Để chúng ta cùng hai sell cùng một cặp sell cùng một cái cặp trái chiều ấy thì chúng rất dễ là như kiểu chúng ta cùng buy sell cùng một cặp ấy. Đó. Được chưa? Với Uzi với hai cái cặp này nó chạy ngược nhau ấy, nhưng mà cái tỷ lệ mà nó chạy cùng nhau nó cũng có với trường hợp là trong cái thị trường nó bị loạn, có nghĩa là nhiễu nhiều thì có cái hiện tượng là nó cùng chạy cùng nhau. Được chưa? Nó cùng lên và cùng xuống, nhưng mà cái tỷ lệ mà đi cùng chiều cùng lên cùng xuống thì nó sẽ ít xảy ra hơn. Đó. Được chưa? Đấy, anh chị thấy là Uzi. Đó. Chúng ta bình tĩnh nhá. Khi Uzi chúng ta xác nhận là giảm ở đây rồi thì chúng ta bình tĩnh, chúng ta chờ nó
tag lại cái vùng phá vỡ này. Đó, nếu anh chị xác định muốn sell thì không vội vã sell ở vùng này, mà hãy lên đặt những lệnh sell limit tại các cái vùng trend line vừa mới phá, ví dụ như là 107.10, được chưa? Đấy là cái vùng, và tiếp tục đặt SL trên vùng đỉnh. Ở đây cái vùng SL này nó rơi vào khoảng tầm 10 pip thì nó không nhiều, thì chúng ta đặt quá ra, tránh việc là street nó bị giãn hay là nó quét, chúng ta đặt khoảng lên 15 pip đi, không vấn đề gì cả. Đó, chúng ta cần xác định đặt 15 pip TB, mục tiêu 15. Đấy, TB đầu tiên là 15, tỷ lệ 1:1, được chưa? TB 2 là 25, đó, tỷ lệ gần như là 1:2 trong cái thương vụ này nếu chúng ta giao dịch ở đây. Đó là chúng ta để cân xứng và quản lý vốn trong cái thương vụ mà chúng ta giao dịch, ok chưa? Tiếp tục nhá. Đó, chúng ta cân đối thương vụ với cặp này. Cứ bình tĩnh, tại vì là do là chúng ta vừa mới sell vàng rồi nên bình tĩnh, chưa vội gì mà để sell UZI cả, để cho hai cặp nó đang trái nhau. Chờ đợi thêm xem. Chúng ta đi thêm một vài cặp khác. Vừa có một bạn, một anh hỏi e card đúng không ạ? Cùng xem e card xem. E card. Rồi, với e card H1 chúng ta đang thấy là có sóng điều chỉnh tăng lên. Trên H4 chúng ta thấy lực tăng trở lại. Cái lực này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái đỉnh, giá đã tạo một cái đỉnh trong cái phiên ngày hôm qua rồi, và đã có sóng điều chỉnh trong ngày hôm nay, và phiên Mỹ đang tăng lên. Thì cái lực điều chỉnh này khi nó điều chỉnh đúng về vùng hỗ trợ của cái vùng đỉnh trước đó, anh chị nhìn đâu, đó đúng vùng đỉnh trước đó chính là vùng hỗ trợ, và giá có sự tăng trưởng trở lại, được chưa? Đó, giá đang có sự tăng trưởng trở lại. Thì với cái mục tiêu giá tăng trưởng thì giá có thể là tăng trưởng test lại các cái vùng đỉnh 1.5504 02. Đây là cái vùng giá có thể là tăng trở lại được. Thì chúng ta theo dõi, nếu mà chúng ta xác nhìn sớm được cái cây H4 này ấy, chúng ta nên buy ở cái cây lửa cái cây H4 này và SL vùng dưới. Tuy nhiên là chúng ta đã bị nhỡ cái vùng mua tốt nhất rồi thì chúng ta nên chờ xem, hoặc là nếu mà mua ở đây chúng ta mua cái khối lượng nhỏ thôi ạ. Khối lượng nhỏ thôi, và cái SL đây nó rơi vào tầm 65 pip, TP vùng này nó chỉ tầm 50 pip thôi, tỷ lệ chưa được 1:1, rủi ro chúng ta sẽ cao hơn, đúng không ạ? Chúng ta đo để tính toán vùng, để triệt tiêu SL làm sao mà có vùng SL thấp nhất có thể và an toàn nhất trong mỗi thương vụ giao dịch. Về các khung nhỏ hơn thì chúng ta thấy là giá đang tích lũy, khung nhỏ hơn giá tích lũy, thì chúng ta cứ vẽ cái vùng giá tích lũy cho khung nhỏ ấy đi để xem giá nó còn tích lũy trong vùng này hay không, đúng không ạ? Trong trường hợp là giá tích lũy trong vùng này mà nó cứ tích lũy này, đến bao giờ nó có một dấu hiệu phá vỡ của vùng tích lũy này thì nó sẽ thấy được những cái xu hướng nó điều chỉnh tiếp về những vùng nào, ví dụ như phá vỡ xuống thì nó lại sẽ lại điều chỉnh về vùng đáy này. Đấy, hoặc phá vỡ lên thì nó sẽ tăng lên những cái mức mà chúng ta kỳ vọng trước đó. Đây, M5 này chúng ta thấy là liên tục test lại cái vùng đỉnh này, và có những cái vùng tạo đáy cao hơn đáy cũ. Thì ở đây chúng ta thấy áp lực của nó tăng, nó tốt hơn là áp lực giảm, đúng không ạ? Vùng kháng cự này có thể phá vỡ vì test rất là nhiều lần, không có một cái bức tường nào mà đập nhiều mà nó không vỡ cả, đúng không ạ? Đó là những cái mà chúng ta cần chú ý. Vàng lên 0.8 rồi ạ, lên khá là cao, những gì sập đúng không ạ? Đó. Cái lực vàng này thì chúng ta chắc chắn là sẽ SL vùng này rồi. Giá thấy bật lên rất là mạnh và xác nhận là làm trên cả những cái cây lớn mà trước đó, thấy chưa? Đấy, giá làm trên cái lớn trước đó. Đấy. Với cái thương vụ này chúng ta phải chấp nhận, đúng không ạ? Đây.
Uzi, chúng ta quay lại xem Uzi. Uzi thì cũng đang có những đến những lựa chốt HM15 giảm giảm phá vỡ M30 giảm H1 xuống. Cần chốt H1 ở dưới vùng này thôi thì chúng ta sẽ xác nhận được những cái tín hiệu giảm của Uzi, tín hiệu giảm mạnh của Uzi. Đây vàng cũng chắc là sẽ phá ngay đâu, chắc là vẫn còn tích lũy ở đây. Vẫn thấy tích lũy. Vàng này mọi người chú ý nhé, chị chú ý là cái vàng này thì nó sấp hay xảy ra trường hợp quét đánh giao dịch với vàng thì tính rủi ro là sẽ cao hơn và tính mạo hiểm. M30, M15 thì đều đây áp lực tăng, đảo chiều ngay áp lực tăng, H1 đang tăng. Đó, chúng ta chỉ cần chờ thôi ạ, xem theo dõi xem vùng này như nào. Giá vẫn áp lực đẩy lên. Đâu ạ? UCSF ạ. Vâng, anh hỏi đi anh ơi. Vàng bây giờ mình như này, mình dấu hiệu mình ngoài mình xem cái đường nó đi xuống như này, chung như này, còn mình có cái nào nhận diện được không? Chẳng hạn như RSI hay những cái chỉ số khác đấy. Vâng, nếu mà anh nhận diện bằng RSI hoặc là MA đường moving thì cũng được. Ví dụ như là đây, nếu anh thích nhìn bằng công cụ thì anh theo dõi. Dạ. Đó là mình kết hợp nhiều vào cái để nhận định nó đúng hơn. Như này nhá. Về công cụ ấy thì anh phải để ý này. Trên công cụ thì nó cũng là hầu như là sẽ đi theo lến. Công cụ sẽ đi theo lến, được chưa? Khi kết thúc lến thì công cụ mới bắt đầu vẽ. Anh nhìn đúng không ạ? MACD hay là moving đường trung bình, được chưa? Hay là về RSI đều vẽ. Đây này. Anh chị em sẽ chỉ cho anh chị thấy, anh thấy cho anh thấy cái chúng ta sẽ đi thử mở một cái công cụ ở đây. Chúng ta sẽ mở công cụ RSI nhé. Hay là moving đây, đường trung bình, đường trung bình 20 phiên đi ạ. Đường trung bình đều sẽ là chạy theo lớn hết. Khi mà lên kết thúc tăng thì cái này nó sẽ tăng. Đó. Sẽ đưa một vài công cụ vào cho anh chị thấy. Các cái công cụ này nó sẽ hầu như là chạy theo lên. Thì cái hành động giá nó xác định là quan trọng nhất. Đây là RSI. Được chưa? Đó. Đây là RSI 14. Đây, cái RSI là chúng ta hay thường thay đổi ở các cái mức như là 30-70, đấy là cái mức mà mặc định. Thì em cũng nghĩ lên là để cái mức là 20-80, đúng không ạ? 20-80 và mọi người thêm một cái đường nữa, mọi người an thêm ở đây này, đó. An thêm một cái đường đó là 50. Đó, 50 tức là đường trung bình. Hôm nay có thể là cho lên màu đỏ lên cho nó dễ nhìn ạ. Xanh lên đỏ, ok. Đấy. Được chưa? Đấy, anh sẽ thấy là nó sẽ có 3 đường như này. Đó, chúng ta sẽ thấy là giá nó đang ở đường trung bình. Đó. Thì bất kể giá nó đi xa đến vùng nào nhá, như vùng quá mua hay quá bán thì nó đều có cái sự điều chỉnh về đường trung bình. Ok không ạ? Đó. Thì ở đây vùng này thì nó cũng chưa phải là đi đến cái vùng như M5 này thì nó phải chưa phải là đi đến cái vùng quá bán. Đó, đúng không ạ? Đấy, quá bán là bao giờ nó phải lên cái vùng 80 này là vùng quá bán. Đó. M5 đã có cái tín hiệu lực lượng ở đây rồi ạ. M15 thì kết thúc đây rất là tăng, M15 rất là mạnh. Đấy, từ MA
Đi đi. Mà A thì nó đang có kháng cự ở M2 một chút. Đó. Cũng chưa chắc là cái lệnh này chúng ta sẽ lỗ đâu. Đó, giá có thể là giật xuống chúng ta chốt sớm. Với trường hợp này giá nó đang tăng phá lên như này nhá. Và có trường hợp mà giá nó chạy lại tép thì chúng ta lên chốt ở cái vùng giá để mà an toàn. Lý nó chưa quét L. Đây vùng này đang có sự quét. Chúng ta cùng theo dõi để thoát cái lệnh này làm sao mà rủi ro thấp nhất nhá. Đúng không? Ok không ạ? Ừ. Cái này á anh. Ví dụ như xác nhận đây thì nó sẽ có những cây nến quét lại các vùng giá mà chúng ta vào lệnh mua ở đây. Thì chúng ta hoàn toàn có thể chốt được những cái lợi nhuận hoặc là chốt hòa. Hoặc là chốt những cái rủi ro thấp nhất cũng có thể. Đó. Trong các trường hợp mà chúng ta giao dịch thì tránh các trường hợp là anh chị giao dịch quá nhiều lệnh trên quá nhiều cặp, để chúng ta như thế thì chúng ta sẽ mất rất là phân tâm và chúng ta xử lý nó rất là khó. Chúng ta giao dịch capping thì chúng ta nên lựa chọn những cặp ưu tiên và lên giao dịch cặp nào. Rồi anh tự thích hiểu rồi, ok. Mà nó có ngọt nhiều. Có anh chị nào đang bật mic đi ạ? Anh chị bật mic thì tắt mic của em với nhá. Chú tăng tự mình chú tắt mic mọi người đi. Đây rồi. Ok. Tắt mic. Đấy thì có khá là đông người nên là để mà em đi quét mà tắt mic mọi người thì nó rồi an tắt mic luôn nhá. Yes. Ok. Đó. Bây giờ cái phần này ấy, chúng ta hoàn toàn có thể là giá sẽ có thể điều chỉnh xuống để cho chúng ta thoát những cái lệnh này, giảm thiểu cái rủi ro trong cái việc giao dịch nhá. Đây rồi. Đấy. Giá tiếp tục chạy xuống. Chúng ta xem Uzi chắc chắn nó sẽ có điều chỉnh lên đó. Thì nếu cái vùng điều chỉnh lên là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lại đường MA này và cái đường kháng cự ở đây. Được chưa? Đó. Đó. Chúng ta so sánh các cái cặp để thấy những từng cái nhịp sóng của nó đi như thế nào. Đó. Đi chi tiết vào những nhịp sóng ạ. Em vẫn còn Uzi ạ. Vâng, anh còn Uzi thì anh cứ giữ đi ạ. Nếu mà trong trường hợp anh sell á, đó thì anh có thể là cứ giữ đi ạ, để xem giá test lại cái vùng này, vùng trên 107.14 này, 107.111 chứ, 107.11 nhá, đấy, xem xét cái vùng này, đấy, giá tín hiệu đẩy xuống ở vùng này thì chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm giữ lệnh sell về các cái vùng giá sâu hơn, đó, không vấn đề gì cả, cứ bình tĩnh xử lý ạ. Ví dụ là mình xem cái M1 mà nó đang đi xuống rồi thì nó có xuống không bạn? Cái M1 ạ. Với Uzi để mà xem M1 đây thì anh không, sẽ thấy vàng ấy. Vàng. Vàng anh thấy M1 nó xuống đúng không ạ? Đúng rồi. Thì đây em cũng đang thấy là ở trên M5 thì em không nhìn. Vâng, em không nhìn M1 nhưng em cũng biết là M1 nó điều chỉnh tại vì lý do sao? Tại vì em thấy cây pin 3 ở M5. Được chưa? Cây này là cái cây lĩnh lự được 5 phút của cây M1 đấy anh. Được chưa? Và nó đang tạo đỉnh ở M1. Thấy không? Đấy, ví dụ anh quay lại anh nhìn M1 này, đấy, em nói này, đó. Thì nó sẽ là 5 cây, anh cứ đếm xem, tầm 5 cây lên của M1 nó tạo đỉnh, đúng không? Và quét về vùng hỗ trợ của MA. Đó. Thì cái vùng này nó là vẫn là cái vùng hỗ trợ. Vùng tranh chấp thì chúng ta phải chờ xác nhận thêm một cây này. Nếu một cây này nó giảm mạnh ấy, xuống tốt ấy, thì chúng ta sẽ thấy. Còn không đây là anh sẽ thấy nó sẽ quét lại cái vùng trên này. Đấy, 108.4 này. Nó sẽ quanh quẩn quét vùng này xong rồi nó sẽ điều chỉnh xuống cái vùng dưới này. Cái vùng này mới là cái vùng hỗ trợ quan trọng của vàng để tăng tiếp này hay không này. Thì nó lại ở cái dưa vùng 1807 này. Đấy, các cái thân nến này. Chúng ta vẽ cái vùng hỗ trợ là vùng hỗ trợ ở vùng thân nến nhá. Đó, là cái vùng quan trọng. Đáy. Đây, đáy ở thân nến là vùng dưới này nữa. Vùng này cũng là vùng quan trọng này.
đấy, 1805.5 đó, đây là hai cái vùng quan trọng, rất có thể là giá nó quét, tại vì là vùng này nó quét nó rất là dễ thôi, nó tầm hơn 10-20 pip thì đấy, và nó quét 10-20 pip nó chuyện bình thường, rất là dễ dàng, nó không như các cặp khác. Đấy đấy, thì cái đỉnh này nó đã tạo ra như này, là cái đỉnh nó tạo ra như kiểu là quét giả đấy, để quét các nhà đầu tư trong, nếu mà chúng ta đặt cái SL ngắn quá trong vùng này, nó quét hoàn toàn quét rồi. Bây giờ đó, chúng ta chờ nhá, chờ giá xuống một chút nữa về giữa của hai cái lệnh này, hoặc là xuống về cái lệnh bắt đầu lệnh vào trước đó, đầu tiên trước đó này, thì chúng ta tổng chốt lệnh nhá, để kiếm một chút lợi nhuận ở đây. Đây, được chưa? Đây, xem gì. Rồi anh chị có đánh cái gì nữa không ạ? VNG GU đi xem nào. GU U vẫn quanh vùng này này. Đấy, UCSF à? Nhận định GU về dài hạn. Về dài hạn ạ à? À, về UCSF thì chúng ta sẽ thấy là giá đã có dấu hiệu giảm này. Đấy, UCSF thì chúng ta hoàn toàn có thể là sell được rồi. Đây, chúng ta sẽ thấy là cái vùng hỗ trợ này nó đã được chọc thủng này, được chưa? UCF chúng ta có thể là sell đây và SL trên đỉnh đó. Nó rơi khoảng tầm 30 pip đây, khoảng hơn 30 pip một chút. Đấy. Và cái mục tiêu của UCF thì chúng ta sẽ có thể là đánh xuống các cái vùng trung bình giá, vùng hỗ trợ trung bình ở khu vực như là 0.9405, được chưa? 0.9405 là cái vùng hỗ trợ của UCDF, hoặc cái vùng sâu đó là cái vùng test lại đáy. Ta sẽ xem lại test lại cái vùng đáy chút ở 0.9378, được chưa? Đấy, chúng ta xem sell về cái vùng này. Với UCDF chúng ta thiên về sell nhá. Đấy, với các khung nhỏ chúng ta sẽ thấy được giá nó có những cái xác nhận rồi. Đấy, xác nhận giảm rồi, phá vỡ khá ok. Đây, mình vào sell một cái lệnh ở đây. Ok đi ạ. Đấy. SL vùng này, mọi người tính toán cái vùng SL và cái tính toán cái vùng top loss của mình nhá. Đây, với cái lệnh này là 36 đô trong trường hợp top loss. Đó, mục tiêu. Đó, chúng ta là 61 đô. 62 đô, mục tiêu 61 đô. Ok. Đó. Chúng ta để đây. Vàng vẫn là 78, ok, vẫn giữ giá đấy. Dạ. Rồi, ta sell để đây ạ. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi các cái cặp mà mọi người đang hỏi này. Vừa có một bạn hỏi GA. GA thì ở đây chúng ta thấy là giá đang được hỗ trợ tại cái vùng này. Vùng này chính là cái vùng hỗ trợ khá là mạnh. 1.794 945. Đây, vùng hỗ trợ. Tại vì chúng ta thấy hai cái đáy ở trước đó đây. Chúng ta vẽ trên line thì chúng ta sẽ thấy ở đáy. Đấy, hai cái đáy này là hỗ trợ tăng. Tuy nhiên chúng ta đang xem khung H4 thì lên, nếu mà giá mà có những cái kết thúc ở cây H4 tiếp theo này mà nó tăng làm trên các cái cây pin 3 này, pin 3 giảm này, thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu mua.
chúng ta sẽ mua lên các cái vùng đỉnh này, được chưa? Chúng ta sẽ mua lên vùng đỉnh, đây là các cái vùng đấy. Các cái phân tích về trung hạn này thì mọi người hoàn toàn có thể chụp lại nhé. À, chụp lại để xem thời gian tới thì nó có đi đến như kỳ định hay không. À, nhưng mà với H4 thì em khuyến nghị là lên chờ thêm một cái lến nữa nhé. Nó kết thúc làm trên này thì hãng nên mua. À, và cái mua có nên cái mục tiêu của hai cái giá này. Và top lot, chúng ta sẽ top lot ở đây. Bây giờ à, top lot là cái đáy vùng này. À, 1.7877 vùng này top lot nó khá dài, đây là trung hạn này, tương đương 100 pip. À, 100 pip, mục tiêu thì cũng 90, 150 pip đó. Đây là các mục tiêu đó, chúng ta theo dõi vùng này. Trong các cái trường hợp mà nó có những cây H4 nó phủ xuống đây ấy, thì chắc là giá nó vẫn còn đi sideways trong cái biên độ này, để hoàn thành nốt cái đáy này hoặc là phá thì chúng ta sẽ chờ theo dõi. Đó, những tín hiệu đây này vẫn đang sideways chính rồi. Đây chúng ta sẽ thấy này, đó, có nghĩa là kích hoạt cái lệnh buy thì chúng ta phải chờ nó phá cái vùng kháng cự này, đây cái vùng kháng cự của channel trong H4 này, đây là vùng kháng cự này, còn đây dưới này vùng đáy. Đấy, chúng ta sẽ xem là giá nó sẽ đi ngang trong vùng này. Đó, có thể nó vẫn còn đi ngang trong cái vùng này, đúng không ạ? Đó, ok chưa? Đó. À, nhận định GU trong dài hạn, vừa dài hạn thì em cũng có nói qua về cái GU này rồi. GU này chúng ta sẽ thấy là nó đang ở trong cái vùng kháng cự thôi, nó đang ở vùng trung bình giá thôi. Đấy, chúng ta sẽ thấy là hai cái đỉnh này. Về trong trung hạn thì giá có thể là test lại cái vùng đỉnh này đó, và xác định cái vùng đỉnh thứ ba và giảm tiếp. Đó, đó, trong trường hợp này là giá nó đang hình thành những cái mô hình như là mô hình tam giác giá ở đây này. Đó, anh chị hoàn toàn có thể khi mà em vẽ xong anh chị chụp lại, đó, hoàn toàn có thể là tăng lên và tạo những mô hình tam giác giá lại giảm xuống về vùng này, được chưa? Đến bao giờ mà có những kênh phá vỡ khỏi cái mô hình tam giác giá này thì chúng ta sẽ thấy được là giá có sự bứt phá. Đấy, H4 chúng ta sẽ thấy rõ hơn, được chưa? H4 chúng ta thấy cả cái đỉnh này. Đấy, đây đó là đều là cái khu vực kháng cự hết đó. Được chưa? Đấy, giá sẽ đi lên đây, đập đây và lại xuống vùng kháng cự, vùng hỗ trợ dưới này thì em nghĩ là trong đêm nay và ngày mai thì giá nó vẫn chạy trong cái biên độ này thôi. Nếu mà không có tin gì ảnh hưởng để bứt phá khỏi cái vùng này thì giá sẽ chạy theo trong cái vùng này, đến bao giờ là nó thu hẹp vào đến mức độ nào thì đó sẽ có những cái lực bứt phá phá vỡ khỏi các cái kênh này đó, được chưa? Đấy là về trung hạn đấy. Về dài hạn đây, Uzi, về dài hạn thì cái về dài hạn trên đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cái vùng này nó chính là cái vùng đi sideways, biên độ hẹp. Về dài hạn chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở cái vùng này nó cũng là một cái hình thành một cái tam giác giá, tam giác giá lồng nhau này. Đấy, chúng ta sẽ thấy là vùng tam giác giá lồng nhau đấy thì giá vẫn chạy trong cái biên độ này, được chưa? Tại vì chưa có dấu hiệu nó để bắt sóng dài về trong dài hạn hoặc trung hạn thì chúng ta phải chờ phá vỡ cái đỉnh trong này hoặc là phá vỡ những cái đáy như đây, chúng ta sẽ có những cái lệnh về dài hạn về dưới hoặc là sóng tăng thì nó lệnh dài hạn lên trên, được chưa? Đấy, còn trong ngắn hạn hay trung hạn chúng ta đều thấy nó chạy trong một cái mô hình giá nhỏ, tam giác giá nhỏ. Ok chưa? Đó. À, có một anh hỏi về cái US30 à? Ok, thì mình nhìn nhận về US30 nhé. US30 đi một chút về chỉ số. Đây, US30. Đây, chúng ta nhìn về US30, US30 thì chúng ta thấy là USD đang có lực tăng, đúng không ạ? US30 đang hỗ trợ này,
US30, cái vùng hỗ trợ của US30 là hỗ trợ mạnh ở cái vùng như là 2634. Đây là chính là cái vùng hỗ trợ. Đó. Giá hôm trước nó có điều chỉnh nhưng mà chưa về với cái vùng này, đã có nhịp tăng tiếp rồi. Thì với những cái nhịp tăng này thì giá rất có thể là test lại các cái vùng đỉnh nhá. Test lại vùng đỉnh này. À, chúng ta chú ý test lại vùng đỉnh đấy, hoặc là thậm chí là nó nếu mà phá vỡ vùng đỉnh rồi nó sẽ test lại cái vùng đỉnh ở trước đó rất là lâu rồi, khoảng tháng 9 à tháng 6 năm 2020. À, tháng 6 2020. Thấy chưa? Khoảng tháng 6. Một tháng trước lại cái đỉnh trước đó một tháng. Thì với cái kênh này thì chúng ta thấy là giá nó đang được hỗ trợ. Đây, hỗ trợ tăng. Tăng lại cái đỉnh này. H1 này, chúng ta theo dõi cái đỉnh này. Nếu mà cái đỉnh này mà nó không phá vỡ được ấy thì nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lại. À, cái vùng hỗ trợ. Đó. Trong cái kịch bản mà phá vỡ cái này thì giá nó sẽ tăng lên cái vùng trên này. Đó. Đấy. Được chưa? Đó. Về trên line đây, về trên line, về các cái đỉnh thì chúng ta thấy là nó đang được hỗ trợ. Ở trên line trên H1 này. Được chưa? À, còn hỗ trợ này nó có vững hay không thì chúng ta chờ nó test lại vùng này xong nó có đao phá vỡ cái vùng trên này hay không. Phá vỡ vùng trên này thì nó sẽ về cái vùng hỗ trợ cứng đó, 26 350 đó. Đấy. Còn nếu mà nó không phá được vỡ cái này thì nó sẽ tăng, nó phá vỡ cái đỉnh này nó tăng luôn, nó không có nhịp điều chỉnh này đâu. Với lực tài tăng thì nó vẫn có thể là test lại cái vùng trên này, lực tài tăng đang mạnh. Được chưa? Xem lại vàng chút này. Vàng xuống 70 rồi này. Vừa như có một cái lực quét xuống sâu rồi. Đấy. Lực quét xuống này, vừa chúng ta mà canh được thì chúng ta cũng có thể là chốt ở cái vùng dưới này. Đấy, lực này thì vẫn có khả năng nó nhịp nữa nó xuống nữa. Đó. Chúng ta theo dõi nhịp này, nhịp nữa xuống này. Đấy. Vẫn yên tâm với vàng nhé, nó vẫn giữ. Sao ạ? Ai cắt vàng rồi đấy, ai sợ cắt vàng chưa? Gần quét là sợ cắt vàng chưa? Ai đã sợ cắt vàng chưa? Ừ, wow. Kẹt lệnh buy ạ. À, với euro lệnh out. À, anh chị đều kẹt euro buy, out buy đúng không ạ? Chúng ta xem về đây, au xem là tai sẽ xử lý như nào. Đây thì au bay ạ, bay thì giá nó đang lên mà chúng ta bay ở đâu ạ? Đây chúng ta vừa phân tích là au nó sẽ lên lại cái vùng vai thì giá nó vừa mới test lại vùng vai sau. À, và chúng ta đang thấy những cái cây lưỡng lự ở anh Hiếu nữa, anh Công ơi, ngủ không nhỉ, đi như nào vậy ạ? Có bụng à? Được chưa? Với lệnh bài này không biết là anh lấy bụng kia đi. Anh bay ở, anh Phạm Đình Đồng, anh bay ở cái vùng nào ạ? Với cặp này thì chúng ta sẽ để ý này. À, với đồng đô la Úc ấy, thì chúng ta vẫn thấy là cái xu hướng chính là tăng. Cái phong của mình thế giới là đang không đen đấy. Chúng ta thấy là đang lực tăng, được chưa? À, với cái lực xu hướng là tăng, đấy, thì chúng ta thấy thế là giá nó về vùng hỗ trợ và tăng ngay. À, thì chúng ta theo dõi là cái kênh H4 này nó mà chốt ở trên vùng này thì giá nó sẽ tăng tiếp lại cái vùng đỉnh 107033 đó. Và thậm chí là nếu mà giá ngày hôm nay ấy, trong phiên ngày hôm nay đêm nay mà giá nó có cái chốt ở trên cái vùng dâu lến này thì những ngày tiếp theo nó sẽ là những con sóng tăng trong dài hạn đó. Đấy, còn nếu mà chốt tiếp ngày hôm nay là cái cây pin 3 tăng ấy thì giá nó vẫn còn tiếp tục sideways trong cái vùng này. Đó, nó vẫn tiếp tục sideways lên đây và nó giảm. Đó. Nó sẽ sideways, vẫn tiếp tục sideways trong cái biên độ này nhá. Đó. Đấy, đây rồi.
giảm. Thì chúng ta cùng theo dõi đấy, nó chỉ có hai cái xu hướng thôi, nhưng mà phải chờ xác nhận giá đó. Đây như H1 thì nó đang có điều chỉnh đó, thì M15 chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái lực điều chỉnh, giá sẽ lại điều chỉnh lại cái vùng hỗ trợ là 0.6989 được chưa đó. Sau đó xem là có lực tăng trở lại hay không để chúng ta xem xét đó. EA xem EA nào. Đó, EA thì giá cũng đang tăng trở lại. Đây, chúng ta thấy là giá lên và điều chỉnh giảm và quay lại hỗ trợ tại vùng MA. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là giá đang được hỗ trợ theo cái vùng trendline tích lũy tăng. Đây nó gọi là kênh tích lũy tăng. Đó, giá vẫn tiếp tục trong kênh tích lũy tăng này. Đó, đây là H1 chúng ta vẽ kênh tích lũy tăng thì chúng ta vẽ các khung nhỏ, chúng ta sẽ thấy các vùng đáy vùng đỉnh nó rất là khớp. Đó, đúng không ạ? Về M15 chúng ta thấy vùng đáy vùng đỉnh rất là khớp. Cái chạm là vùng này là bật và chạm vùng đỉnh thì lại giảm. Đúng không ạ? Đấy là cái kênh xu hướng. Thì chúng ta khi mà chúng ta xác định được kênh xu hướng tăng tích lũy như này ở các khung nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể đánh theo các kênh tích lũy này được. Hoặc trong cái trường hợp là ở đây với biên độ kênh tích lũy này nó cũng tầm 40 pip không nhỏ đó, 40 pip hoàn toàn có thể bắt sóng lên sóng xuống ở trong cái kênh này. Đấy, vấn đề là chúng ta kiên nhẫn chờ sóng lên sóng xuống thôi. Đây hiện tại nó đang hình thành sóng lên, thì với sóng lên này chúng ta đang chờ, mọi người chờ lên nó chốt cái này và nó có những cái điều chỉnh xuống cái vùng này. Quét sâu đến vùng này thì mọi người buy đây, buy lên và SL ở vùng dưới này nếu một trường hợp phá vỡ. Đến bao giờ đánh cupping trong cái kênh trendline xu hướng này, đến bao giờ mà nó phá vỡ thì chúng ta dừng lại, không đánh cupping nữa mà nó là sang một xu hướng rõ ràng rồi. Đó, thì chúng ta sẽ cupping trong cái vùng biên độ nhỏ như vậy thì nó khá ok, 20-30 pip là ok rồi. Đó, khá là nhanh đúng không? Chỉ đánh trong khoảng tầm vài cây nến M15 này thôi. Đó. Đây. Đúng không ạ? Đang xem về vàng lại lên 0.8 rồi. Đó, giá lại có bật lại. Đây. Đó, với cái lực bật này chúng ta sẽ thấy là cái tín hiệu này thì rất là khó để có thể giảm được nữa rồi. Đó, liên tục giảm vài cây, tích lũy giảm vài cây sau đó lại bật tăng luôn. Đó, thì chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng nó sẽ là chủ đạo là tăng với vàng nhá. Chúng ta sẽ chủ đạo là tăng và cái này nó sẽ phá vỡ vùng này, sớm muộn thì nó phá vỡ thôi. Chúng ta nhìn thấy lực lên thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Chúng ta sẽ thấy là giá liên tục tạo các cái đỉnh cao hơn cái đỉnh trước đó này. Đây đỉnh này được chưa? Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh đều là đỉnh cao hơn trước đó thì rất dễ giá sẽ tăng. Được chưa? Chúng ta vừa đấy là chúng ta mãi phân tích các cặp khác mà chưa kịp để chốt được cái cặp này rồi. Chờ xem là có chốt được cặp này hay không. Đó. Hoặc ngày mai chốt sớm thì chúng ta chấp nhận, chúng ta chốt sớm mức lỗ này để chúng ta theo dõi. Kênh này nó phá lên nhưng mà để kích hoạt những lệnh mua thì lại tốt nhất lại nên chờ nó có những cây nến nó nằm trên cái vùng cái dâu nến này, dâu nến quét này thì nó sẽ an toàn nhất cho cái việc kích hoạt lệnh mua. Đây chúng ta thấy cũng ép thì chúng ta thấy là chúng ta vừa vào những cái lệnh sell trước đó và giá cũng đang dấu hiệu xuống rồi. Đó. Với cái tín hiệu này chúng ta có thể là đánh trong trung hạn nhé, tại vì giá phá vỡ mà để xác nhận các xu hướng thì chúng ta đánh trong trung hạn chứ không đánh lướt sóng, đúng không ạ? Vỡ đánh trong trung hạn đấy.
H1 này, kết thúc 10 giờ nằm dưới cái vùng kháng cự. Vùng hỗ trợ đấy, chúng ta xác nhận cái xu hướng giảm thì chúng ta lệnh này chúng ta có thể là để qua đêm sang ngày hôm sau cũng được nha. Với cái xu hướng này là xu hướng giảm, chúng ta hoàn toàn có thể là để qua đêm sang ngày hôm sau được, không sao. Nên nhớ là đặt các cái TPSL vào thì chúng ta để thoải mái. Mình xác định các cái vùng top loss rồi. Ok, tiếp tục chúng ta xem xét lại cặp vàng. Vàng cũng có ra làm gì. H1 chúng ta thấy chốt hai cây liên tục pin 3 lên. Thì ở đây chúng ta thấy là cái lực lên nó khá là mạnh. Đúng không? Tuy nhiên cái vùng cản nó giáp danh cái vùng cản khá là lớn này. Đấy, vùng cản 1809 1810 vùng cản khá là mạnh. Và giá liên tục đập ở cái vùng này, chưa thấy là có những cái tín hiệu mà phá vỡ được cái vùng này cả. Đúng không ạ? Nên cái tỷ lệ mà lệnh ở đi sideways trong vùng này nó vẫn cao hơn. Bởi vì là giá về đêm rồi. Về đêm rồi thì chúng ta thấy là vàng về đêm ấy, hầu như là sẽ đi ngang nhiều hơn. Ngang quanh một biên độ nhiều hơn chứ giá nó sẽ không không chạy mạnh. Đó. Giá về đêm hầu như nó sẽ đi ngang quanh quanh vùng này. Đã chờ xuống đây rồi chúng ta chốt sớm cái lệnh vàng đi. Và để chờ theo dõi những cái cơ hội tốt hơn trong việc giao dịch vàng nhé. Ok ạ. Thì hôm nay là cũng là khá là muộn rồi, bây giờ cũng là hơn 10 giờ rồi. Thì chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay nhá. Đấy. Thì anh chị mà có theo dõi các cái tín hiệu thì chị sẽ thấy được là các cách phân tích vào buổi sáng của BT Group ấy, thì sẽ có phân tích cũng khá là sớm để nhận nhận được cả cái xu hướng trong một cái ngày là xu hướng như thế nào, xu hướng trong ngày sẽ như nào, thì chúng ta sẽ bắt được khái quát được các cái mô hình giá hoặc là các cái xu hướng trong ngày để có thể là lựa chọn các cái vùng giá tốt để giao dịch trong cái xu hướng trong ngày hoặc là trong phiên, nếu mà giá khi đi đúng kịch bản rồi chúng ta lựa chọn để chúng ta giao dịch, tham khảo để giao dịch nó sẽ ok hơn. Ok, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và ngon nhá. Mọi người để ý cái lệnh vàng này, giá nó xuống cái vùng vùng dưới này thì chúng ta có thể là chốt sớm đi ạ. Thì nó sẽ an toàn hơn và chúng ta không nên chờ nữa. Thì giá nó cũng đang có cái xu hướng tăng được chưa. Ok, cho hỏi chút. Dạ vâng. Chút tin nghỉ. Em những cái thông tin nó hỗ trợ thông tin trên thị trường để mà mình nắm mắt ấy, thì cái đấy mình có thể qua kênh thông tin nào biết nhỉ? Thông tin chẳng hạn như là ngày mai nó mấy giờ nó thông tin ấy, thì mình biết kênh qua kênh nào? Vâng, nếu mà anh để anh xem tin tức nó có những lịch trình kinh tế như thế nào ấy thì anh vào gõ trên web và gõ là Forex Factory nhá. Được chưa? Đây là bằng tiếng Anh hết à? Vâng, đúng rồi, đây em sẽ chia sẻ cho anh cái phần Forex Factory cho anh xem trực tiếp vào trên này. Forex Factory cho em chia sẻ cái web này ạ. Được chưa? Đây chính là cái trang Forex Factory. Chúng ta sẽ nắm các cái lịch trình kinh tế nó đều có sẵn. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều các lịch trình kinh tế ở đây. Đó, nó đặc biệt về các đồng như là đô la rồi euro. Ngày hôm nay rất nhiều lịch trình kinh tế. Chúng ta hoàn toàn có thể là xem trước được cái lịch trình kinh tế của ngày tiếp theo. Được chưa? Hôm nay ngày 16 chúng ta sẽ kích lịch trình kinh tế ngày 17. Chúng ta xem. Đó. Với các cái lịch trình kinh tế là chúng ta để ý nhá, chúng ta sẽ là xem chủ yếu các cái lịch trình kinh tế màu đỏ, nó có sức ảnh hưởng đến thị trường hoặc ảnh hưởng đến các cái cặp tiền tệ mà mình đang muốn đầu tư đó.
thì vào ngày 17 thì hầu như là không có lịch trình kinh tế gì đó. Còn nếu mà tin vàng hoặc tin trắng ấy thì chúng ta không 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 quan trọng được chưa, chúng ta không không quan trọng về cái lịch trình kinh tế đó vì nó không ảnh hưởng đến thị trường nhiều. Đấy. Canh cắt vàng đi. Rồi ok ạ. Anh chị xem lại vàng đi ạ, xem chốt được chưa. Rồi ok, vàng đã xuống cái vùng 1806 rồi, chúng ta tổng chốt dương. Rồi chúng ta chốt tổng chốt dương ngày hôm nay nhá, đúng không ạ? Anh chị nào còn theo dõi thì hay là đã vào lệnh rồi thì bây giờ chúng ta tổng chốt dương nhá, chốt vàng nhá, nghỉ ngơi nhá. Ok, đã chốt vàng ok rồi. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon nhá.